Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Gia đình cầu nguyện với lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật 22 thường niên 5B. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?" Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm." Sau đó Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác tán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế." Suy niệm: nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Vậy tay sạch chẳng phải là cần thiết cho một bữa ăn ngon hay sao? Vì thế việc rửa tay trước khi dùng bữa là điều hợp lý, vì chẳng ai lại để đôi tay dơ bẩn rồi ngồi vào bàn ăn cả. Thế nhưng tại sao Đức Giêsu lại khiển trách những người Pharisêu và kinh sư về việc rửa tay? Lý do là vì họ vẫn duy trì truyền thống của tiền nhân. Họ cho rằng những thứ dơ bẩn từ bên ngoài vào sẽ làm cho con người ra ô uế. Điều này ngược với quan điểm của Đức Giêsu, khi người cho rằng không phải cái từ bên ngoài vào trong con người, nhưng cái từ trong con người xuất ra mới làm cho con người ra ô uế. Đó là những ý định xấu. Vì thế Đức Giêsu đã dạy cho họ một bài học về căn nguyên của sự ô uế. Chúng ta thường hay chú tâm đến những sự bên ngoài, chăm chút và chỉnh sửa từng ly để trở nên bắt mắt trước mắt mọi người. Thật sự chúng ta ít để tâm đến việc làm sạch tâm hồn chúng ta. Tâm hồn là nền tảng hiện hữu của con người, là nguồn mạch của những cảm xúc, tư tưởng, tình cảm, khát vọng cũng như hành động. Đây chính là nơi dung chứa các căn nguyên gây ra sự ô uế. Vì thế chúng ta cần để tâm đến việc làm mới và làm sạch tâm hồn mình hơn. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết quét dọn, tẩy rửa tâm hồn mình để dự tiệc với Chúa. Amen.